Cả cuộc đời của Hoàng Thiên Đế chinh chiến vô số nơi, mỗi trận đều là một trải nghiệm quan trọng trong hành trình trưởng thành của hắn. Trong những trận chiến đã trải qua ấy, có 6 trận mà mình thấy ấn tượng và cũng tàn khốc nhất. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về 6 trận chiến này nhé. Trận đầu tiên, Song Thạch Đại Chiến. Song Thạch Đại Chiến là trận chiến sinh tử đầu tiên trong cuộc đời của Hoàng Thiên Đế Thành Hạo. Thành Hạo và Thạch Nghị đều là những thiên tài sinh ra ở Thạch Quốc, một người có chí tôn cốt, một người sở hữu trùng đồng. Cũng nhờ trùng đồng nhãn mà Thạch Nghị mới nhìn thấy chí tôn cốt trong cơ thể của Thành Hạo. Kết cục chí tôn cốt của Thành Hạo bị mẹ của Thạch Nghị lấy đi và cắn vào cơ thể Thạch Nghị. Đây cũng là khởi đầu cho mối thù giữa hai người. Thạch Nghị vừa có chí tôn cốt vừa có trùng đồng nhãn, thực lực vô cùng đáng sợ. Tuổi trẻ bất bại, đè bẹp thiên tài hạ giới bát vật, không một ai là đối thủ của cậu ta. Cho đến khi Thành Hạo bước ra từ Đại Hoang thì mọi thứ đều đã thay đổi. Một trận chiến lớn tại hư thần giới hoàn toàn giải quyết nhân quả giữa hai người. Ở giai đoạn đầu của trận chiến, Thạch Nghị dựa vào trùng đồng nhãn nhìn thấu tất cả các động tác của Thành Hạo, nhưng Thành Hạo cũng dùng pháp thuật và thần thông mạnh mẽ của mình để ngăn chặn đòn tấn công của Thạch Nghị. Trong trận đấu này, cả hai đều sử dụng kỹ năng tuyệt chế của mình. Thành Hạo sở hữu công bằng bảo thuật và thượng thương chi thủ, trong khi Thạch Nghị có những bảo thuật khiến cho vô số người đỏ mắt như kỳ lân bộ, hỗn độn thiên địa, bộ thiên thuật và trùng đồng thuật. Khi cuộc chiến này diễn ra, Thạch Nghị đã tiến vào minh văn cảnh, trong khi Thành Hạo chỉ mới là hóa linh cảnh. Có 80% người đều cho rằng Thành Hạo không có đủ trình để đấu đầu với Thạch Nghị. Tuy nhiên, vào thời điểm then chốt, Thạch Nghị lại không sử dụng sức mạnh của trùng đồng mà chỉ dùng chí tôn cốt vốn thuộc về Thành Hạo để kích hoạt lại chí tôn cốt trong cơ thể hắn. Cộng thêm thượng thương kiếp quang không hoàn chỉnh, Thạch Nghị cuối cùng đã thất bại trước thượng thương chi thủ của Thành Hạo. Trận chiến này thật sự là một màn trình diễn tuyệt đẹp. Sự phức tạp của nhân tính và tầm quan trọng của việc trưởng thành được thể hiện rõ nét. Đây là một trong những trận chiến kinh điển của Hoàng Thiên Đế Thành Hạo. Từ đó trở đi, con đường vô địch của Thành Hạo tại hạ giới được mở ra. Trận chiến thứ hai, Thất Thần Hạ Giới. Trận Thất Thần Hạ Giới đã trở thành trận đấu kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Hoàng Thiên Đế Thành Hạo. Thất Thần bao gồm Thiên Quốc Ngân Giật, Ngân Kim Môn Chi Thần, Xuyên Giới Giáo, Dương Quỳ, Hoàng Vũ, Dương Ly và Sinh Linh Địa Ngục. Mục đích bảy vị thần này tới hạ giới rất đơn giản, đó là tiêu diệt mối nguy hiểm lớn nhất là Thành Hạo để thống nhất bát vật và chiếm đoạt tạo hóa của hạ giới. Bảy người đều là chân thần được thượng giới được phái xuống, sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ. Mặc dù tại hạ giới sức mạnh của họ đã bị giới hạn bởi thiên địa, nhưng vẫn không phải là thứ mà hạ giới có thể chống lại được. Trận chiến này cũng khiến cho Thành Hạo phải trả một cái giá vô cùng đau đớn. Ban đầu, để đối phó với Dương Ly, Xuyên Sơn Giáo và Sinh Linh Địa Ngục, Thành Hạo sử dụng sát khí do cường giả cấp thần để lại, nhưng lại không có hiệu quả. Không còn cách nào khác, Thành Hạo đành dẫn ba vị thần đó tiến vào Tây Lân Giới, lợi dụng cấm chế trong đó để giết chết họ. Sau đó, để đối phó với Ngân Kim Môn Chi Thần, lò đan dược của Thạch Thôn cũng bị vỡ tan. Đan hỏa tỏa ra từ lò đan dược trực tiếp biến Ngân Kim Môn Chi Thần thành tro tàn. Trong trận chiến này, Thành Hạo hoàn toàn mất đi Quỷ Gia. Quỷ Gia, một thiên tài tuyệt thế từ thế hệ trước của Bộ Thiên Giáo, người đã bị đánh lén và thiệt mạng, để lại một tia chớp niệm mạnh mẽ. Khi Quỷ Gia vung kiếm chém giết Ngân Giật, chấp niệm trong lòng hoàn toàn tan biến. Vốn tưởng rằng cái giá mà Thành Hạo phải trả đã đủ nặng nề, nhưng hắn vẫn phải đối mặt với Hoàng Vũ, kẻ đến từ Thiên Điện, cũng là kẻ mạnh nhất trong Thất Thần. Lần này, Thành Hạo trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thành Hạo vì con dân bát vật và tự bạo chí tôn cốt, đồng quy vô tận cùng Hoàng Vũ. Trận chiến thứ ba là trận chiến cuối cùng ở Thiên Cổ Bí Cảnh. Thiên Cổ Bí Cảnh là nơi hội tụ của thiên tài, là nơi nhân tài tranh hùng. Sau khi tu luyện được ba đạo thiên khí, Thành Hạo lại tìm thấy một cành cây của Liễu Thần, có được Liễu Thần Pháp, từ đó chết đi sống lại, đột phá cảnh giới, một mình đứng trên tất cả thiên tài thế hệ đầu tiên, bất bại trước những thiên tài khác như Trùng Đồng Giả Thạch Nghị, Thập Quang Vương, Trích Tiên, Ninh Xuyên và vô số thiên tài khác, giành được vị trí đầu tiên ở Thiên Cổ. Hắn thắng liên tiếp 800 trận trên lôi đài Thiên Cổ, đánh bại Cửu U Ngao, được Mạnh Thiên Chính công nhận là kẻ mạnh nhất thiên thần cảnh. Trận chiến thứ tư là trận đấu với Hạc Vô Song, một nhân vật lãnh đạo hàng đầu tại dị vật trong thời kỳ Thiên Cổ. Quy mô của dị vật không hề kém cạnh so với thiên vật, nơi đó có hậu duệ của vương tộc và đế tộc. Hạc Vô Song có thể trở thành một trong những người lãnh đạo hàng đầu của thế hệ trẻ ở đó. Tài năng và sức mạnh của hắn ta là không thể xem thường. Lúc đó, Thành Hạo cũng thành công dị thân vi chủng, thực lực vượt qua nhiều cường giả sử dụng thiên chủng, có thể coi là người đứng đầu thế hệ trẻ trong toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa. Trận đấu này giữa hai người là một cột mốc, là một cuộc chiến vượt thời gian giữa Thành Hạo và Hạc Vô Song. Hạc Vô Song là một trong những nhân vật hàng đầu tại dị vật, đã định sẵn phải đối đầu với Hoàng Thiên Đế Thành Hạo. Trong trận chiến này, hai bên đều sử dụng mọi thủ đoạn của mình, nhưng kết quả cả hai đều hy sinh, cho thấy mức độ kinh khủng của trận đấu này xứng đáng là một trong những trận chiến đẫm máu và quyết liệt nhất. Trận chiến thứ năm, Kiếp Nạn Tiên Vương. Tiên vật cũng nghe qua về thiên chức của Hoàng Thiên Đế Thành Hạo. Hơn nữa, Thành Hạo còn là đệ tử của Liễu Thần. Việc Liễu Thần phải tới Thạch Thôn đều do ba vị tiên vương Ngao Thịnh, Thái Thủy và Nguyên Sơ ban cho. Nên khi ba vị tiên vương này biết kẻ sở hữu tài năng thiên nghịch dưới hạ giới là đệ tử của Liễu Thần, bọn họ đã hợp tác và cùng tới hạ giới. Đó là thời điểm quan trọng của Thành Hạo trong việc vượt kiếp từ Hồng Trần tiên tới tiên vương. Chủ nhân Cấm Khu, Diệp Khuynh Tiên và những người khác phải hy sinh để cứu Thành Hạo. Dù Thành Hạo cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không thể chiến thắng và không tránh khỏi việc tử vong.
Khi đó, bầu trời xuất hiện mưa máu, đại đạo tang thương vì hắn. Nếu không nhờ bàn vương giữ lại thân xác của Thành Hạo, đồng thời linh hồn của hắn ẩn nấp trong 10 đạo luân hồi, Thành Hạo cũng sẽ không thể trở lại sau 50 vạn năm. Thứ 6, trận chiến giữa các Chuẩn Thiên Đế. Sau khi trải qua bao khó khăn gian khổ, cuối cùng Thành Hạo cũng trở thành Chuẩn Thiên Đế, vượt qua tất cả các đối thủ từ Cổ Chí Kim. Vì vậy, Thành Hạo quyết định đến Giới Hải để đánh một trận sinh tử. Trận chiến này cũng khiến cho hắn nhớ mãi không thể nào quên. Không những vậy, phải đối mặt với sự hợp sức của ba vị Chuẩn Thiên Đế, hắn còn phải đối phó với sự tấn công của vô số sinh linh hắc ám. Thành Hạo gần như rơi vào tuyệt vọng, thậm chí ngay cả thân thể bất tử của Thành Hạo cũng bị đánh tan nát, không còn sức phản kháng. Liễu Thần và Tiểu Tháp tuy đã tỉnh lại, nhưng khi dung hợp sức mạnh của các Chuẩn Thiên Đế khác thì cũng chỉ có thể chiến đấu với một trong ba Chuẩn Thiên Đế, hoàn toàn không thể thay đổi cục diện. Ngay cả Liễu Thần cũng đã hy sinh bản thân, tranh thủ thời gian cho Thành Hạo, chỉ còn lại một cơ thể không hoàn chỉnh, cuối cùng cô đáng trọng thương Vũ Đế. Điều khiến cho người ta đau lòng hơn là vô số sinh linh hắc ám tràn vào chiến trường, gây ra hàng vạn cái chết và sự hủy diệt. Cả thế giới dường như chìm trong bóng tối. Trận chiến này kéo dài suốt 3 vạn năm. Trong suốt thời gian dài đó, Thành Hạo và ba vị Chuẩn Thiên Đế đã có vô số cuộc chiến sinh tử, bạn bè thân thiết của hắn lần lượt hy sinh. Thạch Nghị, Tần Hạo, Tiểu Thạch Tử cũng hy sinh để giúp đỡ Thành Hạo, khiến cho hắn vô cùng đau buồn và phẫn nộ. Người ta nói rằng, hoàn mỹ thế giới không hề hoàn mỹ chính là bắt nguồn từ điều này. Sau đó, Thiên Hà Thiên Đế đã ra tay một cách quyết đoán, triệu hồi ra Đại La Thiên Kiếm, dùng một đòn chí mạng đánh Thành Hạo thành huyết vụ. Nhưng Hoàng Thiên Đế Thành Hạo nhờ vào pháp môn của bản thân đã tránh được kiếp nạn chết chóc đó, tái tạo thân thể rồi chấn áp Thiên Hà Thiên Đế. Vì để ngăn cách tiên vật và thượng thương, Hoàng Thiên Đế một kiếm chém đoạn vạn cổ, khép lại câu chuyện một cách hoàn mỹ. Sáu trận chiến đầy máu lửa khiến cho người ta có cảm giác như đang trực tiếp tham gia và trải nghiệm. Đồng thời với những cảm xúc đó, mọi người có biết trận chiến nào khiến cho người ta sôi sục trong thế giới hoàng mỹ không? Hãy comment bên dưới nhé.